Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày nay khi mạng Internet được phủ khắp mọi vùng miền thì bất cứ một người nào đang sở hữu một chiếc điện thoại thông minh cũng có thể sử dụng và có cơ hội tiếp cận với thế giới không gian mạng rộng lớn. Song song với việc được mở mang tri thức, tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, có nhiều hệ lụy cũng từ đó mà phát sinh. Trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng là một trong những nguy cơ mà những người sử dụng Internet thiếu cảnh giác, thiếu thông tin, dễ dàng mắc phải. Phóng sự sau đây sẽ cung cấp đến các đồng chí và quý vị một số thông tin cơ bản giúp nhận biết và nâng cao cảnh giác để không sập bẫy loại tội phạm này. Người phụ nữ này là nạn nhân của một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của nạn nhân, vừa qua bà làm hồ sơ đăng ký hưởng chế độ thất nghiệp theo Nghị quyết 116 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong lúc chờ nhận tiền hỗ trợ, trưa ngày 18 tháng 11, người này nhận được tin nhắn chứa đường link từ các số máy lạ thông báo là của cơ quan giải quyết quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu bà truy cập vào đường link, bổ sung thông tin về số điện thoại và mã xác nhận OTP. Sau khi thực hiện theo yêu cầu của bọn lừa đảo, tài khoản ngân hàng của người này đã bị chiếm đoạt gần 570 triệu đồng. Tôi có đăng ký những cái gói trợ cấp ở Bảo hiểm xã hội tỉnh, rồi xong mình cho cái số tài khoản của bên BIDV, người ta báo là được 1,8 triệu. Người ta nói là nếu mà không có gì trục trặc thì người ta sẽ chuyển tiền vô tài khoản cho. Trưa nay thì lại mở ra lại thấy ba cái tin nhắn nữa. Ba cái tin nhắn là bảo là đủ điều kiện để hưởng trợ cấp. Người ta bảo là nhấn vào cái link đó, xong rồi tôi nhấn vào cái link đó thì nó hiện ra cái giao diện của cái Smart Banking á, rồi kêu nhập số điện thoại, rồi nhập cái mã OTP. Rồi xong mình nhập vô mà trong vòng 2 phút á, mình làm không có kịp, thao tác không kịp á, thì người ta lại gửi cái số khác. Rồi cuối cùng thì cũng làm được, và khi làm được thì bị mất tiền. Nạn nhân này là một trong số nhiều người đã nhận được các nội dung thông báo giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong các tháng cuối năm 2021, đầu năm 2022. Đây là một thủ đoạn mới, lợi dụng điều kiện khách quan là người lao động đã và đang thực sự gặp khó khăn do dịch bệnh. Chúng đã tác động đến tâm lý, khiến các nạn nhân dễ dàng tin tưởng, thực hiện theo các yêu cầu của chúng mà bỏ qua các bước kiểm chứng, xác thực, bỏ qua cả các bước cảnh báo mà báo chí và các cơ quan chức năng thường xuyên đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông đại chúng. Trên cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, tình hình hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến rất phức tạp trong thời gian vừa qua, với nhiều thủ đoạn tinh vi gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Mặc dù vậy, vẫn có những dấu hiệu, những chi tiết để người dân dễ dàng nhận diện được loại tội phạm này. Phổ biến nhất vẫn là cái loại tội phạm mà giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cũng như các cơ quan thực thi pháp luật khác, gọi đến số của nạn nhân để mục đích đe dọa là liên quan đến đường dây ma túy hoặc rửa tiền hoặc là các vi phạm khác. Các đối tượng này dẫn dắt câu chuyện sang một kịch bản khác, làm sao để cho nạn nhân cung cấp được cái tài khoản ngân hàng, mã ngân hàng, các thông tin cá nhân, và từ đó là chiếm quyền sử dụng. Vấn đề thứ hai là hình thức lập các cái website giả danh, đặc biệt là nhân viên ngân hàng, từ đó là chiếm đoạt cái tài khoản OTP và thực hiện hành vi rút tiền ra khỏi cái tài khoản này. Cái thứ tư nữa là lừa đảo thông qua cái hệ thống thương mại điện tử. Và khi các cái nạn nhân mà đã thực hiện cái hành vi đặt cọc tiền, đặt cọc các sản phẩm trên không gian mạng thì đối tượng chiếm đoạt luôn. Để có thể tác động tới nạn nhân, khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng và thực hiện theo mọi yêu cầu của mình, các đối tượng thường có những chiêu trò để tác động thường xuyên, liên tục vào tâm lý của nạn nhân, khiến nạn nhân trở nên mất bình tĩnh
và thiếu sáng suốt trong quá trình giao tiếp. Các đối tượng thực hiện cái hành vi đưa ra những kịch bản giống như thật để là tác động về cái mặt tâm lý, làm cho nạn nhân hết sức hoang mang và thiếu tỉnh táo ở trong cái việc thực hiện công việc chuyển tiền rồi xác minh chuyển các cái tài khoản và các cái mã OTP tài khoản ngân hàng. Và cơ quan công an chúng tôi cũng cảnh báo rằng các đối tượng thực hiện cái hành vi chiếm đoạt tài sản này thì không có biên giới về lãnh thổ quốc gia, cũng như không có ranh giới về địa bàn hành chính. Thì nên là để mà thực hiện cái biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cái dòng tiền này là một cái điều hết sức khó khăn. Bên cạnh những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn phổ biến như giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để gọi điện, yêu cầu chuyển tiền, chiếm đoạt quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội của người dùng để nhắn tin, vay mượn tiền, v.v. Với những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt hơn, gây thiệt hại tài sản lớn hơn, người sử dụng mạng Internet càng cần lưu ý những đặc điểm sau. Đề nghị người dân tuyệt đối không được chụp ảnh và cung cấp các thông tin như họ tên, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng và mã OTP ngân hàng gửi về cho người không quen biết. Đề nghị người dân không nhấp vào các đường link lạ nhận được qua tin nhắn điện thoại để đăng nhập vào các trang website có giao diện giả mạo. Các công ty, tổ chức, cá nhân khi xác nhận, ký kết hợp đồng, quan hệ làm ăn với các đối tác qua mạng xã hội, đặc biệt qua email, thanh toán chuyển khoản tiền qua ngân hàng thì khi nhận được các thông tin mà gửi qua mail, qua mạng xã hội thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thì cần phải trực tiếp gọi điện thoại cho các đơn vị bạn để xác nhận trước khi thực hiện chuyển tiền vào số máy lạ. Một điểm chung của đa số các vụ án này là nạn nhân đã để lộ lọt thông tin cá nhân, dẫn đến việc bị chiếm quyền sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội, thậm chí cả tài khoản ngân hàng, tài khoản trên các sàn giao dịch qua mạng. Những thông tin cá nhân bao gồm ngày tháng năm sinh của bản thân hoặc người thân, số căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại, thông tin liên quan đến nơi ở, cơ quan, công ty, nơi làm việc. Do đó, việc chia sẻ, đăng tải những thông tin cá nhân trên mạng xã hội chính là tạo cơ hội để các đối tượng lợi dụng thực hiện hoạt động lừa đảo. Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai cấp tài khoản định danh điện tử là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án sẽ phục vụ 5 nhóm mục tiêu, trong đó có mục tiêu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Do đó, việc chú trọng bảo quản thông tin cá nhân, thực hiện đúng các yêu cầu của cơ quan chức năng trong mọi hoạt động trực tuyến là điều cần thiết để tránh rơi vào các bẫy lừa đảo. Việc sử dụng Internet và tham gia các giao dịch trực tuyến, các hoạt động trên mạng xã hội là xu hướng phát triển tất yếu. Để luôn an toàn khi hoạt động trên không gian mạng, không rơi vào các bẫy lừa đảo của kẻ xấu, mọi công dân đều cần quan tâm, lưu ý những khuyến cáo của cơ quan chức năng được đăng tải thường xuyên trên các kênh truyền thông và mạng xã hội. Trong trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết. Các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên không gian mạng, cơ quan công an đề nghị người dân gửi tin nhắn đến trang Zalo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, số điện thoại 02543 727 976 để cơ quan công an kịp thời tiếp nhận, giải quyết.